chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 1, trao đổi với báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các thợ lặn mất tích sau tiếng nổ tại sông Cửa Lớn. Lãnh đạo huyện này thông tin thêm, gia đình các thợ lặn đã tìm thêm được một số bộ phận trên cơ thể của người thân. Ba thợ lặn này là hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, nên tôi đã vận động thêm nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ gia đình. Liên quan đến vụ việc trên, theo camera an ninh tại một số nhà dân ghi lại, sau tiếng nổ lớn thì toàn bộ cửa kính của hộ gia đình này đã bị bể nát dù cách hiện trường hàng trăm mét. Như đã thông tin, sáng ngày 17 tháng 1, ông NNT sinh năm 1982, ông TVN sinh năm 1991 và ông NCH sinh năm 2008 cùng ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau điều khiển vỏ lãi đến sông Cửa Lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lặn tìm phế liệu. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực trên nhưng không thấy các thợ lặn đâu nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, ngành chức năng huyện Ngọc Hiển và huyện Nam Căn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người dân và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Theo lời người dân, tại hiện trường phát hiện một chiếc vỏ lãi bị đứt làm đôi và trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi là của cơ thể người. Trước đó, vào cuối năm 2023, cũng đã xảy ra một vụ việc tai nạn là nổ khí ga ở nhà máy đóng tàu Dung Quất, 9 người thương vong. Cụ thể, chiều ngày 3 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo nhà máy đóng tàu Dung Quất DQS thuộc Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Dung Quất, trụ sở tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, xác nhận đã xảy ra một vụ nổ khí ga làm 9 người trong công ty bị thương. Vụ nổ bình khí ga xảy ra lúc 14 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2023 tại khu vực hầm chứa hàng của công ty, khiến 9 người bị bỏng. Một số người bị nặng được đưa đi cấp cứu tại Đà Nẵng. Các trường hợp còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu. Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại huyện Núi Thành, Quảng Nam xác nhận, lúc 14 giờ 20 phút ngày 3 tháng 11, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân là người lao động của nhà máy đóng tàu Dung Quất nhập viện trong tình trạng bị bỏng. Vị này cho biết thêm, trong đó có 4 người bị bỏng nặng trên 30%, 5 người còn lại bị bỏng ở các mức độ thấp hơn. Hiện 7 bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Đến ngày 17 tháng 11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ nổ ngày 3 tháng 11 xảy ra tại nhà máy đóng tàu Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đã có 2 nạn nhân tử vong, 6 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện và 1 người đã xuất viện. Nạn nhân vừa tử vong là anh Phan Văn V, sinh năm 1986, thợ lắp ráp, ngụ xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Trước đó ngày 8 tháng 11, nạn nhân đầu tiên tử vong là anh Phan Văn L, sinh năm 1984, thợ lắp ráp, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, tin từ Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định có 2 người tử vong xảy ra trong vụ nổ lớn tại một nhà dân ở xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. Theo đó, trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gồm chị Mai Thị X, ngụ thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn và chị Lương Thị G, sinh năm 1995, ngụ xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em của gia đình anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1996, ngụ xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, đã xảy ra vụ nổ lớn. Thời điểm trên, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau ngôi nhà trên. Vụ nổ khiến tường nhà, mái tôn đổ sập, đồ đạc văng ra khu vực bên ngoài. Lửa sau đó cũng bốc ra từ ngôi nhà này. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giếng nước khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm. Nạn nhân là ông NDH, sinh năm 1964, và bà ČTL, sinh năm 1963, trú tại thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 11, hai vợ chồng ông H và bà L đang đứng trên nắp giếng nước nói chuyện, đồng thời dùng máy bơm nước từ giếng lên bồn, bất ngờ giếng nước phát nổ, đổ sập xuống, kéo theo hai vợ chồng xuống giếng sâu trên 10 mét. Cùng lúc đất đá phía trên đổ ập xuống, khiến hai người không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do giếng nước này được đào và đậy nắp từ rất lâu, nhưng không kiểm tra, bảo dưỡng nên có thể bị sói lở bên trong. Người dân không hay biết tình trạng hư hỏng nên vẫn sử dụng bình thường.
Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Vạn Ninh đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình hai nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, có phương án duy tu, sửa chữa giếng nước đang dùng, tránh vụ việc tương tự xảy ra. Trước vụ việc trên cũng đã từng xuất hiện những vụ việc hy hữu và kỳ lạ. Cụ thể, vào chiều ngày 5 tháng 1, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có một ngôi nhà trên địa bàn xuất hiện hiện tượng đồ đạc liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân, khiến chính quyền địa phương phải di rời 6 người trong gia đình này đến nơi an toàn để tìm nguyên nhân. Theo ông Phương, sự việc xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Nam, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh. Hiện tượng cháy đồ đạc tại ngôi nhà này xuất hiện từ tháng 3 năm 2022, tuy nhiên sau đó vẫn bốc cháy liên tục khiến gia đình rất lo lắng. Ông Đặng Xuân Nam cho biết, hiện tượng kỳ lạ này ban đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng sau đó sự việc trở nên rất nghiêm trọng. Ông Nam cho hay, đồ đạc trong nhà như chăn, màn, quần áo, giường, túi bóng thường xuyên bốc cháy, có ngày gia đình tính được tới 14 lần. Chủ gia đình này cũng cho biết, có lần ông đi vắng, con ông đang ngủ trên giường thì màn bốc cháy ngùn ngụt. Lúc đó may có bà ở nhà nên đã chạy vào dập lửa, đưa cháu ra ngoài. Sự việc đó khiến mẹ ông bị lửa bỏng ở cánh tay phải. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình ông Nam đã báo cáo chính quyền địa phương và được Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh hỗ trợ, sắp xếp cho gia đình tới trường mầm non gần nhà để ở tạm, chờ cơ quan xác minh làm rõ sự việc. Nhiều người dân sống gần nhà ông Nam cũng tỏ ra lo lắng trước hiện tượng bất thường này. Có người khi nghe kể còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến đồ đạc trong nhà ông Nam tự nhiên bốc cháy mới tin đó là sự thật. Theo ông Nguyễn Thế Phương, sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương, công an huyện, công an phòng cháy chữa cháy cũng đã về tìm hiểu nhưng chưa xác định được nguyên nhân kỳ lạ này. Chiều ngày 6 tháng 1, tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung và bàn giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở đấu mối, phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ nguyên nhân đồ đạc trong nhà ông Đặng Xuân Nam liên tục bốc cháy. Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, hiện tượng này trước đây đã từng xảy ra tại huyện Nông Cống, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh khác, trong đó có nhiều trường hợp không tìm được nguyên nhân. Để xác định nguyên nhân các đồ vật trong nhà bốc cháy, phải xem xét nhiều yếu tố như môi trường, không khí đến các yếu tố an ninh trật tự. Ông Hợp cho hay, để xác minh rõ hiện tượng này, phương án ban đầu cần phải sử dụng máy đo, lấy mẫu khí có trong căn nhà để xác định xem có loại khí dễ gây cháy nổ như khí metan, phốt pho hay không. Nếu không có thì tiến hành xem xét đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn và yếu tố mê tín dị đoan ở gia đình, đồng thời có thể áp dụng việc lắp camera theo dõi sự việc này. Sáng ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã có báo cáo gửi cơ quan cấp trên về vụ cháy mới nhất xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh. Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 22 tháng 5. Nhận được tin báo, xã Hà Lĩnh đã huy động lực lượng đến hiện trường cùng bà con nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một giường nằm, hai tủ quần áo, hai ghế gỗ, một bàn thờ gia tiên, vật dụng, quần áo, 2/3 khung gỗ, luồng của ngôi nhà lợp ngói bốn gian, dùng để thờ cúng gia tiên, nơi ngủ của vợ chồng ông Vinh. Bà Hà Thị Diến, sinh năm 1955, vợ ông Vinh cho biết khoảng 15 giờ 45 phút, bà đang cùng ba cháu nhỏ ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt trong căn nhà thờ họ, ngay sát ngôi nhà gia đình bà đang sinh sống. Bà chạy lên nhà thờ thì thấy lửa bốc ra từ tủ quần áo. Ngọn lửa sau đó bùng lớn khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà thờ bị thiêu rụi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh cho biết hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn về khảo sát kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Từ tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh đã lắp đặt hai mắt camera giám sát, một mắt khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy và một mắt ở bên trong ngôi nhà của con ông Vinh sát với ngôi nhà bị cháy. Từ khi lắp đặt camera đến nay, đã xảy ra cháy 2 lần đều vào lúc mất điện. Riêng vụ cháy ngày 22 tháng 5 thì camera lắp ở vị trí khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy không có dữ liệu ghi lại. Camera lắp ở khu nhà con ông Vinh hoạt động và ghi lại dữ liệu bình thường nhưng không soi ra khu vực ngôi nhà thờ bị cháy. Ông Phương cho hay, trước đây ngọn lửa bốc cháy nhỏ nhưng giờ cháy cả nhà thờ chúng tôi rất lo lắng. Đang trong thời điểm nắng nóng, nếu không sớm làm rõ việc cháy nhà có thể sẽ ảnh hưởng tới những nhà xung quanh, bởi đây là làng cổ, nhà toàn ở sát nhau. Trước mắt chúng tôi phải cắt cử người theo dõi, đồng thời hỗ trợ cho ba cháu nhỏ và vợ chồng ông Đặng Xuân Vinh qua ở tạm nhà hàng xóm để xem tình hình những ngày tới thế nào. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung cho biết, ngay sau khi nắm bắt được sự việc,
huyện đã cử người và các đoàn thể về nhà ông Vinh thăm hỏi, động viên. Bước đầu huyện hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng, các đoàn thể hỗ trợ 5 triệu đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo cấp trên làm rõ nguyên nhân. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.